Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng ngồi lại để điểm lại tình hình thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua, cũng như có một vài phân tích nhận định thị trường trong tuần tới. Thì hôm nay thì buổi tối thứ sáu Hùng sẽ làm bản điểm tin thay vì tối thứ bảy, tức là cứ tối thứ sáu hoặc tối thứ bảy thì Hùng sẽ làm, bởi vì hôm nay tối thứ sáu thì trên thị trường chứng khoán Forex thì cũng không không có cũng cũng chưa có cái kèo nào là hay, nên là Hùng mới quyết định là sẽ làm bản điểm tin thị trường chứng khoán trong nước ở vào tối ngày hôm nay. Thì hiện tại thì Hùng đang thấy là có kèo AJ và AU. Thì chúng ta thấy là trên biểu đồ H1 thì đang có những cái nhịp hồi phục, và nếu mà chúng ta xét thì chúng ta cũng có thể canh hai cái kèo này để chúng ta có thể dùng lệnh buy. Thì cũng đánh giá là khả năng là sẽ có một cái nhịp tăng của hai cái kèo này. Thì nếu mà những ai mà đang tham gia thị trường Forex, tham gia Forex thì cũng có thể xem xét để chúng ta có thể mua ở hai cái kèo đó. Thế còn lại thì chúng ta sẽ quay lại thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua. Thì rõ ràng một điều là khi mà Hùng đã phân tích bản tin, đây Hùng sẽ vào lại kênh YouTube. Thì Hùng vẫn nhắc lại với quý anh chị nhà đầu tư, tức là hiện tại thì Hùng đang sử dụng ba kênh để tương tác với cộng đồng nhà đầu tư. Kênh thứ nhất đấy là trên kênh YouTube, thì các anh chị có thể search từ khóa chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5 chiết 9. Đây là kênh của chúng ta, và những cái bản điểm tin hàng tuần của Hùng Hùng sẽ up lên đây để cho tất cả cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ theo dõi. Và trên cái kênh thứ hai đấy là trên kênh Facebook, thì có thể là các anh chị sẽ search Facebook cá nhân của Hùng Lê. Đây là Facebook cá nhân của Hùng Lê, thì đây các anh chị có thể search đây Hùng Lê. Ảnh avatar là đây, các anh chị có thể search Facebook của Hùng Lê. Thì trên trang Facebook của Hùng Lê thì Hùng Lê cũng có đăng đăng các cái bản tin, và Hùng sẽ tương tác với tất cả các anh chị nhà đầu tư cũng qua kênh Facebook. Thì một số anh chị nhà đầu tư cũng như một số các anh chị bạn bè của Hùng thì thường là chat ở trên này. Thì đây là những cái list chat mà của Hùng và một số khách hàng của Hùng Lê thì sẽ tương tác ở qua đây. Và một cái kênh thứ ba đấy là trên kênh Zalo, thì trên kênh Zalo thì cũng hoàn toàn tương tự như thế, các anh chị hoàn toàn có thể chat với Hùng để có thể là có được những cái phân tích nhận định. Thì các anh chị có thể search Zalo của Hùng qua số điện thoại 0968279 và ba con số 5. Thì đấy là ba kênh để chúng ta có thể hàng ngày để chúng ta có thể trao đổi và chúng ta có thể tương tác với Hùng. Thì rất mong là những cái bản tin mà khi Hùng up lên thì các anh chị ngoài các anh chị chúng ta xem ra, chúng ta có thể like và chúng ta có thể share những cái bản điểm tin này của Hùng lên các kênh hoặc lên các diễn đàn chứng khoán, để làm sao đó để chúng ta có thể cung cấp được rất rất nhiều những cái thông tin bổ ích để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có một cái góc nhìn tốt nhất về thị trường. Hùng cũng không muốn là những cái bản tin này của chúng ta có thể đúng hoàn toàn đúng đúng được tất cả, mà chúng ta chỉ cần đúng được khoảng 70 đến 80% thôi. Thì như thế là chúng ta cũng đã có được một cái kiến thức để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thể là yên tâm để đầu tư, hoặc là yên tâm để có một cái định hướng. Thế còn việc mua bán hoặc là nắm giữ các cái mã cổ phiếu thì tùy vào cái phong cách của mỗi một nhà đầu tư, thì chúng ta cũng có thể để lựa chọn cái việc đó. Và buổi điểm tin ngày hôm nay thì Hùng có cung cấp thêm cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta một số các cái thông tin chính. Thứ nhất là đấy là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thì rõ ràng là đã được hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất, đấy là Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp ở bên lề của G20, thì đã có những cái xoa dịu nhất định, và trong 90 ngày, tức là khoảng tầm 3 tháng, thì hai bên sẽ cam kết là không đánh thuế của nhau. Và phía Trung Quốc thì cũng rất là thiện cảm để là mua một số cái hàng hóa từ phía Mỹ. Và chính vì điều đó nên là thị trường chứng khoán của trong nước của chúng ta cũng đã có những cái phản ứng rất là tích cực. Một cái thông tin thứ hai đó là thông tin về giá dầu. Thì hiện tại là giá dầu đang giao dịch, dầu WTI đang giao dịch ở quanh ngưỡng $50 một thùng. Thì cái việc này thì
cũng có nghĩa là đà rơi của giá dầu đã giảm xuống, đã ngừng rơi và đang có những cái nhịp tích lũy đi ngang. Khi mà chúng ta chờ đợi những thông tin từ OPEC sẽ cắt giảm sản lượng, nhưng mà rõ ràng là trong tuần vừa qua thì có cuộc họp của OPEC thì cũng đã cho thấy rằng cái sản lượng của dầu là cũng cũng cắt giảm không đáng kể so với kỳ vọng của nhà đầu tư, dẫn đến là giá dầu của chúng ta không thể tiếp tục tăng mạnh được nữa và vẫn tiếp tục đi ngang. Và anh chị của chúng ta nên tìm ở trên trên trang cà phê ép, trên trang cà phê ép thì có một cái bài phân tích của BSC. Đây là một bài phân tích rất là hay, các anh chị nên đọc. Đấy là kinh tế Mỹ đang ở giai đoạn hậu tăng trưởng và pha suy giảm chính thức sẽ bắt đầu khoảng từ thứ hai năm 2019. Thì đây là một cái báo cáo định hướng ngành, Hùng đã đọc và Hùng đánh giá là rất là hay. Thì các anh chị nên tìm cái bài này để chúng ta đọc, để chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan về thị trường chứng khoán của Mỹ, và sau đó thì thị trường chứng khoán châu Á và thị trường chứng khoán Việt Nam, thì tất cả nó sẽ nằm đồng pha, tức là nó sẽ nằm ở trong một cái kênh pha xu thế chung của toàn thị trường thế giới. Còn cơ bản ở trong tuần vừa qua thì các cái thông tin trong nước cũng không có nhiều những cái thông tin đáng nổi bật, đáng đáng chú ý, thì chúng ta cũng không có nhiều những cái thông tin mà chúng ta phải chú ý ở trong trong đáng chú ý ở trong tuần vừa qua. Các anh chị chờ Hùng một tí, tại vì là khả năng là cái mic nó đang đang có vấn đề một tí và Hùng sẽ phải chỉnh lại để âm lượng đảm bảo, chứ nếu mà âm lượng như thế này thì khả năng thu âm nó hơi bé. Ok, có thể tín hiệu âm thanh đã ok hơn rồi, thì Hùng đang chỉnh lại tín hiệu âm thanh một tí. Thì đây một bài báo mà các anh chị của chúng ta cũng 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 nên đọc để chúng ta có một cái định hướng tốt nhất về thị trường. Quay trở lại, Hùng sẽ quay lại một tí về cái bản phân tích thị trường tuần từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 12, thì Hùng có một cái tựa đề đấy là Củi lửa sẵn sàng và anh em xung phong, video số 36, tức là chúng ta đã có được 36 bản tin. 36 bản tin để up lên trên kênh YouTube để coi như phục vụ cộng đồng nhà đầu tư. Thì tại cái bản video này thì Hùng Lê có lấy một cái hình tượng đấy là củi lửa. Thì thực ra thì củi lửa thì nó không 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 có sử dụng ở trên thị trường chứng khoán, nhưng ý Hùng muốn nói ở đây là gì, đấy là cái nội tại của thị trường của chúng ta đã ok rồi, tất cả mọi thứ nền tích lũy sẵn sàng. Và trong 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 cái bản tin này thì Hùng cũng có đây, các anh chị có thể xem lại. Và cái dòng mà Hùng khuyến nghị đấy là dòng dầu khí, ngân hàng và một số các cái cổ phiếu xây dựng, Hùng đã phân tích ở trong bản tin video số 36. Thì rõ ràng một điều là chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng là trong tuần vừa qua chỉ số VN Index và HNX Index đã có một tuần tăng rất là ấn tượng. Một tuần tăng rất là ấn tượng, và những mã cổ phiếu ví dụ như là FCN, ví dụ như là VRE, ví dụ như là Vinamilk, đúng không ạ? Ví dụ như là VRC. Đó, những cái mã ví dụ như là công thương, ví dụ như là Vietcombank, ví dụ như là Techcombank, ví dụ như là cái mã ba cái mã xây dựng mà Hùng có đề cập đến các anh chị, đấy là mã Đạt Phương, DPG, mã nhà nhà Bà Rịa Vũng Tàu, HDC, FCN, công ty cổ phần Fecom. Đấy là những mã cổ phiếu về xây dựng Hùng đánh giá là đã có một cái nền tảng tích lũy cực kỳ tốt và chúng ta có thể sẵn sàng chúng ta tham gia ở trong cái nhịp đầu tư này. Rồi ví dụ như là KBC đúng không ạ, ITA đó, thì là tí nữa thì Hùng sẽ điểm lại toàn bộ những cái mã cổ phiếu đó. Cái chính là gì, cái chính là chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán chúng ta cần phải có một cái định hướng, và khi mà thị trường của chúng ta tốt và khi mà chúng ta có một cái định hướng nhất định rồi thì khi đó thì chúng ta sẽ đầu tư hết sức là hiệu quả và hết sức là tốt. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ 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 mua mua bán bán cứ mua mua bán bán khi mà xu thế thị trường của chúng ta chưa rõ đó, thì một số các anh chị cũng có chat và có hỏi Hùng Lê tại sao là trong nhóm hoặc trong Zoom Hùng thường ít chat và ít 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 tương tác. Thì Hùng có giải thích như thế này. Cái thứ nhất là cái định hướng của Hùng nó mang tính chất là định hướng tuần, thậm chí là tháng và theo quý. Vì vậy nên là chúng ta không cần thiết phải ngày ngày chúng ta phải bám những cái tín hiệu xanh xanh đỏ đỏ ở trên thị trường. Bởi vì khi chúng ta bám những cái tín hiệu xanh xanh đỏ đỏ như thế thì chúng ta sẽ bị nhiễu, và như thế nó sẽ làm cho chúng ta có những cái giao dịch là sai lệch. Cái thứ hai nữa là Hùng biết được là có rất nhiều các anh chị nhà đầu tư của chúng ta là ngoài cái việc là chúng ta đầu tư tham gia trên thị trường tài chính thì chúng ta đang có một công việc ở bên ngoài.
Thì rõ ràng một điều là ví dụ như là giáo viên rồi kỹ sư hoặc là công nhân hay vân vân và vân vân thì hoặc là những người nghỉ hưu đó, người ta có những công việc ở bên ngoài mà người ta tham gia thị trường này, thì cái việc mà các anh chị không có nhiều thời gian và các anh chị bám bảng và các anh chị lại nghe theo những cái room khuyến nghị mua mua bán ở trên thị trường thì đó là những cái mà sẽ làm cho chúng ta thất bại, và đó sẽ là những cái yếu tố mà sẽ làm cho chúng ta là sẽ đứng vào cái số là Incoming 95 người, 95 người còn lại, và chỉ có 5 người sống sót. Đấy là những 5 người mà chúng ta có một cái chiến lược đầu tư dài hơi, và chúng ta bình tĩnh, chúng ta những cái quyết định mua bán của chúng ta thì phải là trước khi mua, trước khi bán thì chúng ta cũng phải cân nhắc rất là kỹ. Thì để phân tích tiếp thị trường chứng khoán của chúng ta tuần từ ngày mùng 10 đến ngày 14 thì Hùng sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ đi điểm lại toàn bộ tình hình của thị trường trong tuần vừa qua. Thì sau đó thì chúng ta sẽ có một vài cái kết để giúp định hướng cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ đi cổ phiếu VIX. Đối với VIX thì Hùng vẫn giữ một quan điểm, đó là VIX đang có một cái nền phân phối và VIX sẽ cần phải về lại cái nền tích lũy thấp hơn. Tuy nhiên sự vận động của VIX là hết sức là tích cực để giúp cho thị trường của chúng ta có được những cái nhịp giữ, những cái nhịp giữ rất là tốt để giúp cho thị trường của chúng ta ổn định tâm lý. VHM thì đối với VHM trong những bản tin trước thì Hùng có phân tích là đề cập đến việc là VHM sẽ tiệm cận về vùng 83. Thì trong tuần vừa qua thì VHM cũng đã có những phiên gần tiệm cận về vùng 83, và về đến vùng 83 thì chắc chắn là VHM sẽ bị điều chỉnh và chỉnh lại để tích lũy và tiếp tục có những cái tín hiệu tiếp theo. Thì đối với cổ phiếu VHM thì khả năng cao thì trong tuần này thì VHM sẽ lình xình ở quanh tuần tới thì VHM sẽ lình xình ở quanh vùng 80 đến vùng giá 83 trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo, bởi vì cái nền 83 cũng là nền kháng cự khá là mạnh của VHM. Đối với VRE thì các anh chị có thể xem lại rất nhiều các bản tin trước thì Hùng có đề cập đến cổ phiếu này. Khi mà VRE đang ở nền giá 30 thì Hùng đã có rất rất nhiều các cái bản tin phân tích để đề cập và khuyến nghị cho các anh chị, và trong team của Hùng Lê thì cũng đã có rất nhiều những anh chị đã mua được VRE ở nền giá 28, nền giá 28, 29 và nền giá 30. Như thế thì đến kết phiên của tuần ngày hôm nay thì VRE đang đóng cửa giá 33, thì như thế là cũng đã có một cái mức lợi nhuận. Một số các anh chị thì đã vội vàng chốt vội ở vùng giá 33, 32, nhưng mà chốt lời thì không bao giờ sai, nhưng mà đối với quan điểm của ông Lê trong nhịp hiện tại thì VRE sẽ còn dư địa để tăng tiếp, và VRE sẽ chạm về vùng 34. VRE sẽ chạm về vùng 34 ở trong 1 đến 2 tuần tới. Thì kỳ vọng là trong tuần tới thì VRE sẽ có nhịp đánh vượt thoát vùng 34, và khi VRE vượt thoát vùng 34 thì khi đó thì VRE sẽ có một nhịp tăng dài, và chúng ta có thể nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì VRE đang có một tuần tăng hết sức là tích cực. Nhìn ở trên những chỉ báo khác thì chúng ta thấy rằng là chỉ báo trên 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 chỉ báo MACD đang hết sức là ok, RSI đang hướng lên, và đặc biệt là những cái chỉ báo về ADX và cái xung lực của dòng tiền của VRE hiện tại đang rất là tốt. Đối với anh chị chúng ta trong team, chúng ta cần tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này, và nếu chúng ta chốt thì chúng ta sẽ chốt dần. Ví dụ chúng ta mua được 10.000, ok thì về đến vùng giá 33 chúng ta sẽ chốt 1.000, về đến vùng giá 33.5 chúng ta sẽ chốt tiếp 1.000, và cứ hoàn toàn tương tự như thế, tức là một cái phương pháp chốt lời khá là hiệu quả, bởi vì chúng ta đã mua được cái vùng giá vốn rất thấp, đấy là vùng giá vốn từ 28 đến vùng giá 30. Thì đây là một cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị cho tất cả anh chị cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta trong thời gian vừa qua. Chúng ta cùng đi các mã cổ phiếu dầu khí. Đối với gas, quan điểm của Hùng thì đối với gas, gas vẫn đang trong một cái quá trình giảm giá, và gas đang có một cái nhịp hồi phục chung cùng với lại giá dầu, cùng với lại một số các cái cổ phiếu trụ của dầu khí. Thì với những tín hiệu hiện tại chúng ta thấy xung lực dòng tiền trong tuần vừa qua đang hết sức là tốt, thì khả năng cao thì cái kịch bản mà gas về đến vùng 80 đến vùng 81 thì tạm thời sẽ bị đẩy lùi.
sẽ bị đẩy lùi và sẽ nhường chỗ lại cho một kịch bản là gas sẽ hồi phục, sẽ có một nhịp hồi phục tăng giá. Với những tín hiệu hiện tại thì Hùng đánh giá là gas sẽ có hồi phục tăng giá. Và việc là chúng ta có thể tham gia thì đối với những anh chị nào mà lướt sóng thì có thể tham gia cổ phiếu này, còn Hùng thì Hùng không có tham gia. Một mã cổ phiếu thứ hai đấy là PLX, đây là mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị nhà đầu tư của chúng ta tham gia mã cổ phiếu này. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi Hùng đánh giá PLX nó mang một cái tính chất dẫn dắt dòng tiền rất là lớn, và chỉ cần khi khi dòng cổ phiếu dầu khí hồi phục thì PLX sẽ là một trong những cổ phiếu mà sẽ tăng rất là mạnh. PLX sẽ tăng rất là mạnh, và một số các anh chị ở trong team là khách hàng của Lê thì cũng đã mua mua được PLX ở vùng giá 57 58 đây, ở vùng giá này đây cũng sẽ đó, ở vùng giá 57 đến 58 57.5. Đây là một cái vùng giá mà Hùng đánh giá rằng PLX hoàn toàn chúng ta hoàn toàn có thể tham gia được. Và trong nhịp đánh này PLX sẽ về đến đâu chắc chắn là trước mắt cái nhịp đánh ngắn hạn với cái lực dòng tiền và với việc là thị trường của chúng ta đang có những cái sự hồi phục rất là tốt thì PLX sẽ hoàn toàn có thể về đến vùng giá 70. Thì đối với các anh chị mà đã mua PLX theo khuyến nghị cùng Lê thì chúng ta nắm chặt cổ phiếu này, nắm thật chặt cổ phiếu này, và chúng ta không 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 để rơi hàng trong những cái nhịp rung rũ của thị trường. Chúng ta cùng đi BSR. Đối với BSR, Hùng cũng đã khuyến nghị với các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể tham gia ở quanh nền giá 14, bởi vì nền giá 14 là nền giá mà BSR gần như đã cạn cung. Vùng giá 14 đến vùng giá 14.5, các anh chị có thể xem lại các cái bản tin trước của Hùng thì Hùng đã vẽ ở đây, tức là cái vùng giá 14 đến vùng giá 14.5 thì là một cái nền tích lũy khá là tốt, và trong kể từ lúc lên sàn thì đây là cái ngưỡng hỗ trợ cứng, cứ tạm gọi là một ngưỡng hỗ trợ cứng của BSR. Và những tuần chúng ta thấy rằng những cái tuần mà BSR cạn cung và hiện tại thì trong tuần vừa qua BSR đã có một tuần tăng hết sức là ấn tượng, và với việc tăng giá và với việc sự phục hồi của nhóm ngành dầu khí thì BSR cũng là một mã cổ phiếu các anh chị cần phải quan tâm. Oil hoàn toàn tương tự như BSR, cũng đã các anh chị có thể xem lại ở trên bản điểm tin bản tin video số 36 thì cũng có nói đến cổ phiếu oil. Thì hiện tại thì oil đã qua mất điểm mua khi mà oil đã tăng từ vùng 14 13.5 đến vùng 13.5 hùng cho vùng 14, tức là kết cái bản tin của tuần trước đấy là ở nền giá 14, và hiện tại bây giờ đã là 15.4, như thế là đã có một cái mức tăng khá là tốt rồi. Và với oil thì bây giờ đã hết điểm mua, và chúng ta cũng hoàn toàn có thể thấy rằng sau những cái phiên cạn cung của oil thì oil đã có một tuần giao dịch hết sức là tích cực, với volume tuần đã đạt ở mức trung bình 21 phiên, và các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì đang cho thấy rằng những cái tín hiệu tăng giá rất là tốt của oil. Chúng ta cùng đi tiếp hai mã cũng khá là nóng, đấy là PVD. Đối với PVD thì chúng ta thấy rằng là PVD đang trong tuần vừa qua thì PVD giao dịch thực sự không không thực sự là tích cực khi mà PVD đã không giữ được cái mức giá cao nhất. Tuy nhiên với những tín hiệu hiện tại của PVD thì khả năng thì là PVD vẫn sẽ lình xình tích lũy lại quanh cái vùng từ vùng giá 15 đến vùng giá 16, nền giá 15 đến 10 giá, nền giá 16 trước khi mà PVD có một cái tín hiệu tăng tiếp theo, và khả năng cao thì PVD tăng thì PVD cũng sẽ chạm vào cái kênh kháng cự trên này, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm vùng giá đâu đó khoảng vùng giá 18 18 đối với PVD. Thì đối với mã này thì Hùng không có khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia. PVS là một cái mã cũng rất là nóng, thì trong cái bản tin tuần trước thì Hùng có đánh giá rằng PVS sẽ có một cái nhịp tăng, và cái nhịp tăng mà trong trong cái nhịp này thì khả năng PVS sẽ chạm lại về PVS sẽ chạm lại về vùng 22. Nếu như khỏe thì PVS sẽ chạm lại vùng 22, tức là chạm chạm lại cái vùng đỉnh cũ này rồi sẽ điều chỉnh. Và rõ ràng một điều là trên trên phương diện kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng tín hiệu đường MACD thì chưa cho những cái tín hiệu thực sự là tích cực. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng ở tín hiệu dòng tiền đang tốt và đang ủng hộ một xu thế tăng giá.
Và ông đánh giá khả năng cao với xung lực cái dòng tiền đang mạnh như hiện tại của mã PVS thì PVS sẽ phá ngưỡng kênh trên, tức là nó sẽ phá khoảng vùng giá 20.5 đến vùng giá 20.6, và khi vượt được thoát được cái vùng này thì trong tuần tới nếu mà PVS vượt được thoát được vùng này thì PVS sẽ về lại vùng nền cũ. Vùng nền cũ đấy là vùng nền 22. Các anh chị cũng có thể, đối với PVS thì chúng ta cũng có thể giữ. BVH có một cái nhiệm vụ chính trị cực kỳ tốt, đấy là BVH giữ nhịp cho thị trường. Mặc dù chúng ta thấy rằng mã cổ phiếu này thì thanh khoản gần như không có, thanh khoản rất là thấp ở trong cái nhịp đánh này. Tuy nhiên với những cái lực tăng của BVH thì nó cũng đã củng cố và giúp ổn định tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường. Và với những cái yếu tố hiện tại thì khả năng tháng tuần tới thì BVH vẫn sẽ là một nhịp tiếp tục, BVH sẽ tăng giá. Và BVH sẽ tiệm cận lại vùng 110. BVH sẽ tiệm cận lại vùng 110 ở trên này. Các anh chị sẽ vẽ lại 110. 49. BVH khả năng sẽ tiệm cận lại vùng 110, và trước khi mà tiệm cận lại vùng 110 thì đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà sẽ giúp giữ nhịp thị trường. Còn cái này thì Hùng không có khuyến nghị đầu tư. Các anh chị mà lướt lát, anh chị nào mà ưa lướt lát thì có thể sử dụng mã cổ phiếu này. Ở Vinamilk, đối với Vinamilk thì các anh chị ngay lập tức, nếu mà anh chị nào chưa xem hết cái đoạn phân tích của Hùng đã phân tích bản ở trong bản tin video 36 đề cập đến cổ phiếu Vinamilk thì các anh chị của chúng ta cũng nên xem lại. Vinamilk thì trong phiên kết tuần trước thì Hùng cũng có đánh giá rằng cổ phiếu này trong tuần tới, tức là cái tuần vừa qua, thì sẽ tích lũy lại ở quanh cái nền giá mà vừa mới tạo lập ở đây, đấy là nền giá 127, và tiếp tục vượt thoát đi lên. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái lực đánh của dòng tiền của Vinamilk hết sức là mạnh, hiện tại đang rất là mạnh. Điểm mua thì đối với các anh chị bây giờ nếu chúng ta tham gia hiện tại thì cái điểm mua của Vinamilk nó hơi bị thiệt so với những anh chị mà chúng ta đã mua được ở quanh vùng giá 127 đến vùng giá 128. Vùng giá 128 là các anh chị hoàn toàn có thể mua được ở phiên thứ hai tuần vừa qua, đúng không ạ? Và kết phiên hôm nay thì Vinamilk đã đóng cửa ở mức 133.9, tức là gần 134. Thì với những cái tín hiệu hiện tại, chúng ta thấy rằng dòng tiền đang tập trung vào cổ phiếu Vinamilk rất là tốt, và Vinamilk đã có 2 tuần tăng giá hết sức là tích cực. Thì với những tín hiệu hiện tại như thế này thì Vinamilk sẽ tiếp tục tăng giá. Nhịp đà tăng của một cổ phiếu, Hùng lưu ý với các anh chị là đà tăng của một cổ phiếu không chỉ tăng có một ngày hay là hai ngày, mà đà tăng cổ phiếu khi cổ phiếu đã vào trend, vào sóng. Và khi đã có một cái dòng tiền mạnh lớn được kích hoạt thì đà tăng của nó sẽ là cả tháng. Đó, sẽ là một vài tuần chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Và với những tín hiệu hiện tại thì Vinamilk đang có một cái xung lực dòng tiền cực kỳ lớn và một cái điểm bật lên rất là mạnh. Thì đối với các anh chị là đang có cổ phiếu Vinamilk, đã xem những bản tin của Hùng và đã cơ cấu cổ phiếu Vinamilk thì chúng ta giữ chặt cổ phiếu này, giữ chặt. Còn với những anh chị nào chúng ta chưa có thì chúng ta cũng có thể canh lại ở trong tuần tới. Sẽ chắc chắn là trong tuần tới thì sẽ có những cái nhịp rung lắc, và sẽ có những cái nhịp rung lắc thì chúng ta có thể cover lại cổ phiếu này ở quanh vùng giá 130. Tất nhiên là đến thời điểm hiện tại thì các anh chị của chúng ta đã bị gặp nhiều rủi ro hơn so với lại những nhà đầu tư đã mua sớm ở trong cái phiên khi mà nghe xong bản tin thì đã phiên thứ hai tuần vừa qua đã có thể cơ cấu được rồi. SAB. Trong nhịp này thì chúng ta thấy rằng SAB là một trong những cái trụ dẫn. Đấy, Hùng đã đánh giá là SAB cũng là một trong những cái trụ dẫn hết sức là tích cực. Và với lực đánh hiện tại của SAB thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng SAB sẽ về ở vùng giá 260. Khi mà trong tuần vừa qua khi SAB đã chạm về gần vùng giá đây, khoảng vùng giá 255 thì sau đó SAB đã giảm và SAB đã có 2 phiên tích lũy lại hết sức là tích cực ở quanh vùng giá 245 và đã đóng cửa ở vùng giá 247.3. Trên biểu đồ phân tích đến tuần thì chúng ta cũng thấy rằng những tín hiệu hiện tại của SAB cũng đang hết sức là tích cực, và cổ phiếu này thì nó cũng mang tính chất dẫn dắt và giữ nhịp cho thị trường. VRC. Đối với VRC thì trong bản tin tuần trước Hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta đặc biệt lưu tâm đến mã cổ phiếu này. Tại vì sao chúng ta lại đặc biệt lưu tâm đến mã cổ phiếu này? Bởi vì
Chúng ta thấy rằng là cái lực đánh dòng tiền hiện tại của VDC đang khá là tốt. Khá là tốt và khá là tích cực, và Hùng đang khuyến nghị các anh chị chúng ta quan sát ở quanh vùng giá 130. Và đây đây chính là những cái điểm mà chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này đang bẻ gãy một cái pha xu thế. Tất nhiên ở trước mắt của VDC đấy là vùng giá 135. Vùng giá 135 đấy là sẽ là một cái vùng cản rất là mạnh, và chúng ta sẽ cần phải chờ VDC vượt thoát thành công ở những cái vùng cản trước mắt này. Thì đối với mã cổ phiếu này thì những anh chị nào mà cơ cấu được ở vùng giá 130 thì chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta nắm giữ và chúng ta chờ một cái nhịp tăng và chờ những cái nhịp công phá tiếp theo. Còn đối với quan điểm hiện tại của ông Lê thì cũng có thể đánh giá rằng đây là một cái mã cổ phiếu chúng ta cũng phải hết sức là lưu tâm. Nó cũng gần giống như Vinamilk. Đấy, nhưng mà Vinamilk thì đã đạt được những cái điểm mua, còn cổ phiếu này thì đang là lưu tâm và đưa vào danh mục theo dõi, và chỉ cần khi cổ phiếu này phát đi những cái tín hiệu mà chúng ta cho thấy rằng được cái pha xu thế của chúng ta đã bị pha giảm, đã bị bẻ gãy và bắt đầu sang một pha xu thế tăng, thì chúng ta có thể tham gia ngay từ cái lúc mà cổ phiếu bắt đầu bẻ gãy những cái pha xu thế ban đầu. Mansan MSN. Đối với Mansan thì Mansan đã có một tuần giao dịch hết sức là tích cực, một tuần giao dịch tích cực, và Mansan đã có một tuần tăng giá khá là mạnh khi mà dòng tiền đã được đẩy vào cổ phiếu này. Trên những cái tín hiệu chỉ báo phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng Mansan đang có một hướng tăng giá, và trong tuần tới thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng Mansan sẽ tiếp tục vượt thoát đi lên từ vùng nền, và chúng ta sẽ chờ Mansan chạm lại về vùng 93 đến vùng giá 94. Đây là cái vùng đỉnh cũ trong ngắn hạn ở đây, thì khi Mansan chạm về đây thì chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Còn những cái đánh giá hiện tại của Mansan thì đang là tốt khi mà dòng tiền đã tập trung vào cổ phiếu này và đã có một tuần giao dịch hết sức là tích cực, và cái việc mà Mansan đã tạo đáy thành công ở quanh vùng giá 75 ở trong cái nhịp này thì nó đã hoàn toàn là khả thi rồi, và nó đã bắt đầu một cái nhịp tăng giá. Thì với những anh chị nào mà chúng ta chưa có cổ phiếu Mansan thì chúng ta cũng có thể canh lại trong tuần tới, thì sẽ có những nhịp rung rắc ở cũng có thể trong quanh những vùng giá 82, là một cái vùng giá cũng khá là hợp lý của Mansan ở trong cái giai đoạn này để chúng ta có thể tham gia. Chúng ta cùng đi điểm mặt những cái cổ phiếu ngân hàng ACB. Đối với ACB thì những tín hiệu hiện tại cũng đang là rất là tích cực khi mà ACB cũng đã phân tích rồi. ACB đã tạo nền đáy ở quanh vùng giá khoảng vùng giá 27, và sau đó ACB đã có một cái nhịp hồi phục để đi lên. Tuy nhiên là chúng ta cần chờ hơn nữa những cái tín hiệu mạnh mẽ hơn nữa của tín hiệu dòng tiền tập trung vào cổ phiếu này, bởi vì hiện tại thì chúng ta thấy rằng cái dòng tiền đang đang hơi 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 ít, và chúng ta cần chờ khi ACB có những cái phiên đạt trung bình khoảng từ 7 đến 8 triệu một cổ phiếu trên một phiên. Và những tín hiệu hiện tại thì Hùng đánh giá rằng ACB đã tạo nền thành công ở trong nhịp này, thì ACB đã tạo nền thành công ở nền giá 27 và bắt đầu một cái trend tăng giá mới. Và tăng thì đầu tiên chúng ta sẽ chờ lại gặp ACB gặp lại về cái vùng cản 33 đến 34. Đấy là cái vùng cản trong ngắn hạn của ACB, và chúng ta sẽ cần chờ ACB vượt thoát thành công. Khi ACB vượt thoát thành công vùng giá 34 đến vùng giá 35 thì khi đó ACB sẽ tiến về cái vùng giá mà Hùng phân tích, đấy là vùng giá 4x. Hùng vẫn đặt đặt cao và đặt kỳ vọng lớn vào cổ phiếu này của ngành ngân hàng. Tiếp theo chúng ta cùng đi Vietcombank. Đối với Vietcombank thì trong bản tin 36 Hùng đã phân tích rồi. Đấy là Vietcombank sẽ có một nhịp tăng tốt, bởi vì khi đó Hùng đã nhìn thấy những cái tín hiệu dòng tiền cũng như là xung lực dòng tiền, chỉ báo MACD và tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật khác thì đang ủng hộ cho Vietcombank một xu thế tăng giá mạnh. Và đầu tiên thì cũng hoàn toàn tương tự như ACB, đấy là những cổ phiếu ngân hàng thì cần sẽ phải về lại cái vùng đỉnh cũ gần nhất, thì đối với Vietcombank nó sẽ về lại ở vùng 60 đến vùng giá 61. Đây là cái vùng mà đỉnh cũ ngắn hạn trong ngắn hạn của Vietcombank. Chúng ta cùng đi tiếp một mã cổ phiếu của ngân hàng, đấy là CTG. CTG, đây là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng đã khuyến nghị cho tất cả các anh chị nhà đầu tư chúng ta canh. Đây là bản tin tuần trước thì chúng ta canh ở quanh vùng giá 23. Quanh vùng giá 23 thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia mã cổ phiếu này, bởi vì hiện tại thì Hùng thấy rằng là những cái tín hiệu hiện tại của công thương cũng đang là tốt và dòng tiền đang hướng lên, và chúng ta sẽ chờ khi mà
Những anh chị đã mua được ở vùng giá ở vùng nền 23 đến vùng nền 23.5 thì chúng ta sẽ chờ khi mà công thương sẽ vượt thoát thành công ở vùng giá 24.5 với volume đạt khoảng tầm từ 4 đến 7 đến 8 triệu trên một phiên, thì khi đó chúng ta sẽ mở điểm mua hết và chúng ta sẽ đón cái nhịp tăng này của công thương. Và cái nhịp tăng này của công thương thì cũng hoàn toàn tương tự như là Vietcombank hay ACB, thì công thương sẽ tiệm cận lại về cái vùng đỉnh cũ đã. Và về cái vùng đỉnh cũ thì chúng ta sẽ xem những cái phản ứng tiếp theo của thị trường của chúng ta, xem là lúc đó thì cổ phiếu nó sẽ vận động như thế nào thì Hùng sẽ phân tích tiếp. Techcombank đây là một mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị ở trong nhịp vừa qua. Những anh chị đã mua ở quanh vùng giá 26 đến vùng giá 26.5. Đây là cái nhịp mà Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị nhà đầu tư của chúng ta tham gia cổ phiếu này. Thì đối với Techcombank hiện tại đang đóng cửa ở nền giá 28. Và với những tín hiệu hiện tại, với dòng tiền hiện tại tốt như thế này thì Techcombank sẽ tiệm cận lại về vùng 30. Về vùng 30, Hùng đang khuyến nghị cho mấy bạn đang mua ở mã Techcombank này thì sẽ khi mà về đến vùng giá 29 đến vùng giá 30, đây là vùng mà chúng ta sẽ tháo dần cổ phiếu. Đây sẽ là vùng mà chúng ta sẽ tháo dần cổ phiếu, và với những cái tín hiệu hiện tại thì hoàn toàn là chúng ta hoàn toàn kỳ vọng Techcombank sẽ có một nhịp đánh lên tiệm cận lại vùng đỉnh cũ. BIDV, MBB, chúng ta cùng điểm qua một số các BID. BID thì cũng hoàn toàn tương tự như các mã cổ phiếu ngân hàng, thì hòa chung với nhịp tăng trưởng tăng mạnh của ngành ngân hàng thì BIDV cũng đã có một nhịp tăng rất là mạnh. Thì một số các anh chị cũng đã có hỏi Hùng ở BID có mua lướt sóng được không, thì Hùng có trả lời là có, thì chúng ta có thể tham gia BID lướt sóng ở vùng giá 31.5 đến vùng giá 32 và chúng ta đánh T cộng. Thì trong ngắn hạn thì BIDV đã sắp chạm về cái vùng đỉnh ngắn hạn của BID, đấy là khoảng vùng giá 35.5. Thì các anh chị lưu ý Hùng ở cái vùng này, thì nếu mà đánh lướt BIDV ở trong nhịp này thì chúng ta cũng nên 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 ra sớm, bởi vì là mã cổ phiếu này khi tăng thì tăng rất nhanh nhưng mà khi giảm thì cũng cũng có một mức giảm rất là mạnh, thì Hùng cũng không có tham gia cổ phiếu này. Vừa qua thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng MBB, nhưng mà đối với Hùng thì Hùng thấy là MBB nó có những cái tín hiệu giao dịch nó hơi ảo một tí, tức là ví dụ như chẳng hạn như đây. Có những phiên tăng mạnh và rồi sau đó lại rơi mạnh, hoặc là đây những cái phiên mà tăng rất là mạnh sau đó thì sẽ rơi rơi tõm xuống. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua tín hiệu của MBB tích cực hơn khi mà Vietcombank đã thoái, gần như thoái hết trong phiên phiên giao dịch, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Vietcombank đã thoái gần như là những cái mã cổ phiếu, những cái khối khối lượng mà Vietcombank định bán, thì và MBB đã hấp thụ thành công và hấp thụ tốt. Và xét ở trên góc độ phân tích kỹ thuật và trong góc độ phân tích ngắn hạn thì MBB sẽ vào một cái nhịp tăng giá, và khả năng cao thì MBB trong nhịp này sẽ đánh thủng cái vùng giá 24. Sẽ đánh thủng vùng giá 24, cũng đánh giá rằng MEB sẽ từ lực nền này và sẽ đánh thủng về vùng giá 24 và sẽ tiệm cận về vùng 26, sẽ tiệm cận về vùng giá 26 đối với MEB, bởi vì lực 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 đánh của dòng cổ phiếu ngân hàng hiện tại hết sức là mạnh rồi, và nó mạnh khi mà trong cái bản tin video số 36 thì Hùng đã nhìn thấy được những cái lực đánh rất là mạnh để tiên lượng trước, giúp cho các anh chị của nhà đầu tư của chúng ta có những cái bước định hình trước. STB. Đối với STB thì trong bản tin tuần trước thì cũng có đánh giá rằng STB sẽ tích lũy ở quanh cái vùng 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 ở quanh cái vùng 12.12 12.3 12.3 đến 12.5, 12.3 đến 12.5. Và chúng ta cần phải chờ những cái phiên mà STB phải có những cái phiên mà giao dịch với khối lượng đột biến, ví dụ 15 đến 20 triệu cổ phiếu trên một phiên. Những tín hiệu hiện tại thì chưa cho thấy rằng STB sẽ tăng mạnh, và cái việc mà STB sẽ lình trình ở quanh vùng giá từ 12 đến vùng giá 13 thôi. Còn cái lực tăng mạnh thì cần phải chờ thêm những cái tín hiệu tiếp theo đối với mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng điểm qua một số ba cái mã của ngành chứng khoán. Đầu tiên là HCM.
Đối với HCM thì trong bản điểm tin video số 36 tuần trước thì Hùng cũng đã phân tích cái mã cổ phiếu này. Đấy là đối với HCM thì chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta tham gia và HCM thì nó đang nằm ở trong một kênh xu thế tăng giá. Trong một kênh xu thế tăng giá và chúng ta chỉ cần chờ cái tín hiệu về dòng tiền thì hiện tại chúng ta thấy rằng là HCM đã có tín hiệu về dòng tiền rồi. Và HCM đã có một tuần tăng hết sức là tích cực. Hòa chung với lại cả những cái tín hiệu tăng giá của dòng cổ phiếu ngân hàng trên trên biểu đồ, trên những cái chỉ báo khác thì chúng ta cũng cần chờ thêm HCM. Và những anh chị nào mà chúng ta đã mua được HCM trong tuần vừa qua thì chúng ta sẽ chờ chờ những phiên mà HCM sẽ vượt khoảng vùng giá 60.5. Vượt vùng giá 60.5 với vol đạt khoảng 500k đến 1 triệu trên một phiên thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết đối với mã cổ phiếu này. Và chúng ta sẽ cùng kỳ vọng rằng trong nhịp này thì HCM sẽ đánh 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 chạm về vùng đỉnh cũ của HCM, đấy là ở quanh nền giá khoảng tầm vùng giá 68. SSI. SSI thì Hùng cũng đã khuyến nghị cho các anh chị mở các cái điểm mua đối với cổ phiếu SSI cùng chung với ngành ngân hàng. Các anh chị có thể xem lại bản tin điểm tin video số 36 của Hùng Lê. Thì đối với SSI hiện tại là SSI trong tuần hôm nay và thậm chí là trong phiên ngày hôm nay, trong phiên thứ sáu này thì SSI chúng ta đã sẽ mở một điểm mua hết đối với SSI và coi như hết tuần này thì SSI hết điểm mua và chúng ta cùng chờ SSI. SSI sẽ đánh ở trong nhịp này thì SSI sẽ chạm về vùng hỗ trợ 32, sẽ chạm về vùng đỉnh cũ 32 trong ngắn hạn thì đối với SSI, và chúng ta thấy rằng là dòng tiền cũng đã được kích hoạt. Trên một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì RSI đang hướng lên và những cái chỉ báo dao động thì đang cho thấy rằng lực lực tăng giá của SSI vẫn đang còn rất là mạnh đối với SSI. Một số các anh chị có hỏi Hùng VND thì Hùng đã trả lời cho các anh chị là VND chúng ta hoàn toàn có thể tham gia được. VND chúng ta hoàn toàn có thể tham gia được khi mà đã có những cái tuần tích lũy rất là đẹp, có thể tham gia được quanh vùng giá 18 đến vùng giá 19. Thì đóng cửa tuần ngày hôm nay thì VND đã tăng lên 19.8 và những tín hiệu hiện tại thì dòng tiền đã rất là ok rồi, và chúng ta sẽ chờ kỳ vọng VND cũng sẽ tăng chung cùng với lại nhóm ngành ngân hàng và những cái mã cổ phiếu chứng khoán khác. Thì đối với VND chúng ta sẽ chờ sang tuần tới thì chúng ta sẽ chờ VND vượt khoảng vùng 20.5. Khi VND vượt 20.5 với vol đạt khoảng tầm từ 1-2 triệu đến 2 triệu rưỡi, tức là lớn hơn khoảng tầm 2 triệu cổ phiếu lên một phiên, thì đấy là những cái điểm mua hết của cổ phiếu VND. Chúng ta cùng đi điểm một số các cái cổ phiếu blue chip, DHG. Đối với DHG thì Hùng đang thực sự quan tâm đối với mã cổ phiếu này. Thứ nhất là DHG là một mã đầu ngành về ngành dược. Và chúng ta thấy rằng trong một cái thời gian vừa qua thì DHG cũng đang lình xình và Hùng đang quan sát cái việc vận động giá của DHG quanh vùng giá 82. Quanh vùng giá 82 thì đóng cửa hôm nay là 84.5. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là DHG đang có một cái vùng lình xình đi ngang ở đây thì chúng ta sẽ chờ khi mà có những cái tín hiệu phát đi để chúng ta thấy được rằng cái bẻ gãy pha xu thế của DSG thì chúng ta có thể tham gia cổ phiếu này, bắt đáy cổ phiếu này. Mà hai cổ phiếu ngành thép HPG. Đối với HPG thì mình đánh giá đây là một cái nhịp hồi phục kỹ thuật thôi, còn hiện tại với những cái xu thế hiện tại thì HPG vẫn sẽ còn giảm giá mạnh, bởi vì là HPG thứ nhất là trong bản tin tuần trước thì Hùng đã phân tích tại sao mà ngành thép lại đang bị suy yếu, thì các anh chị có thể xem lại. Còn xu thế hiện tại thì HPG vẫn đang giảm giá, và đối với mã cổ phiếu này thì những anh chị nào mà đang còn thì chúng ta cũng có thể là canh những cái nhịp hồi để chúng ta có thể hạ dần thoát dần tỷ trọng đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu thép Nam Kim thì cũng đang có một cái nhịp hồi, tuy nhiên là nhịp hồi này thì Hùng đánh giá không là cao. Đối với mã cổ phiếu Nam Kim thì hoàn toàn chúng ta cũng không không có không có tham gia. HSG thì cũng đang có một nhịp hồi
Tuy nhiên là nhịp hồi này có thành công hay không thì chúng ta cần phải chờ các tín hiệu tiếp theo. Còn hiện tại thì cũng chưa thấy rằng là cái nhịp hồi này nó sẽ đảm bảo rằng là sẽ thành công. Thì đối với những mã cổ phiếu mà nó đang rơi mạnh và sau đó có những nhịp hồi thì chúng ta cũng hết sức là thận trọng. Bình Minh, BMP. Đối với BMP thì Hùng cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể, đối với mã Bình Minh thì chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta tham gia ở vùng giá 55 đến vùng giá 56. Đấy là cái vùng giá mà Bình Minh đang có một cái nền tảng tích lũy. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta đang mua ở một cái giai đoạn tích lũy thôi. Còn sau giai đoạn tích lũy thì khi đó cổ phiếu nó sẽ có những cái bước chạy nước rút. Thì sau đó thì Hùng sẽ phân tích và cơ bản là trong tuần vừa qua thì Bình Minh đã có một tuần tăng giá tốt và Hùng đánh giá là tích cực khi mà dòng tiền cũng đã dần được kích hoạt lại đối với cổ phiếu này. MWG, đối với MWG thì chúng ta thấy rằng là MWG đã có một một nhịp giảm, và trong bản tin phân tích 36 số 36 thì Hùng đánh giá rằng MWG sẽ có một nhịp hồi, và đúng như kịch bản của Hùng đã dự báo thì những tín hiệu tại thì MWG sẽ hồi và MWG sẽ tăng. Tăng và sẽ chạm lại cái vùng đỉnh cũ đây. Vùng đỉnh cũ của MWG là khoảng vùng giá 98. Thì MWG sẽ chạm về vùng này. Những anh chị nào mà đang có thì chúng ta có thể cân nhắc để xem xét để chốt ở ở cái vùng giá 98, và với những đánh giá hiện tại thì cũng đánh giá rằng MWG đã tạo đáy thành công ở quanh vùng giá 80. Và những chỉ báo kỹ thuật đều cho thấy rằng MWG sẽ tiếp tục tăng giá ở trong tuần tới. PNG. Đối với PNG thì chúng ta cần quan sát thêm. PNG thì chúng ta cần quan sát thêm ở trong tuần tới. Nếu như PNG mà chúng ta vượt thoát được thành công ở vùng giá khoảng 100 thì chúng ta cũng có thể tham gia. Tuy nhiên là đối với những cái mã này thì chúng ta tham gia thì cái tỷ suất lợi nhuận của chúng ta không đáng được bao nhiêu, nên là chúng ta cũng không nên quá lưu tâm và quá để ý đến 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 những cái mã cổ phiếu như thế. Và Hùng sẽ phân tích các cái mã cổ phiếu về xây dựng, mà có những mã cổ phiếu rất là đẹp, mà những mã cổ phiếu này thì nói Hùng cũng chia sẻ rất là thật. Đấy là nếu mà không vì cộng đồng nhà đầu tư thì Hùng cũng không có chia sẻ đến đây, bởi vì là rõ ràng là những cái mã cổ phiếu này là những cái mã cổ phiếu mà nói như thế nào nhỉ, tức là trong đội nhóm bạn bè cùng Lê có những người chuyên đi phân tích, gọi là đi phân tích những cái doanh nghiệp, và người ta có những cái số liệu về doanh nghiệp, tức là doanh nghiệp người ta đang tốt, người ta đang có những quỹ đất, người ta đang có những cái dự án, và nội tại ở trong đó người ta đang có những cái chuyển biến rất là tích cực, thì Hùng mới có những cái thông tin đó, thì Hùng mới có thể chia sẻ đến cho cộng đồng nhà đầu tư. Còn thực ra là những cái mã cổ phiếu mà mang tính chất đầu tư dài hơi, và những cái mã cổ phiếu mà nó mang những cái tính chất mà nó có những yếu tố đặc thù riêng thì chỉ dành cho những người ở trong Zoom thôi, và những người là khách hàng chắc chắn là như thế, còn sẽ ít để công khai ra ngoài. Và hai cái mã về bất động sản mà các anh chị đặc biệt lưu tâm cho Hồng Lê đấy là mã HDC. Trong bản điểm tin video số 36 thì Hồng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta hoàn toàn có thể tham gia mã cổ phiếu này ở quanh vùng giá 13.5 đến vùng giá 14. Đây là một cái nền rất là tốt, và mã cổ phiếu này sẽ dành để cho các anh chị đầu tư dài hạn. Và tại sao lại dài hạn? Thì cứ đến khi nào mà trên trên kênh YouTube của chúng ta cái số lượng người đăng ký của chúng ta mà chạm các cái điểm gọi là điểm điểm chẵn, tức là ví dụ 1.000 đó, thì Hùng sẽ làm những cái bản tin phân tích đặc biệt để dành tặng cho tất cả cộng đồng nhà đầu tư, 2.000, 3.000 và dần dần như thế. Thì đấy là những cái cách để mà Hùng sẽ dành cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta, những anh chị nào mà đang ở trong team cũng như là những anh chị nào mà đang đồng hành cùng Lê ở trên kênh Facebook, trên kênh YouTube. Thì đây là một cái mã cổ phiếu mà sau này thì Hùng sẽ phân tích các cái yếu tố nội tại của doanh nghiệp và các yếu tố cơ bản, và các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm với mã cổ phiếu HDC, chúng ta có thể tham gia đầu tư 2-3 năm tiếp theo.
Đạt Phương. Đạt Phương thì các anh chị trong tuần vừa qua các anh chị chậm chân mất rồi. DPG. Đối với Đạt Phương, nói là chậm chân tức là chúng ta đã không mua được ở những cái nền giá thấp, đấy là nền giá 445, 44 đến 45. Chúng ta không 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 tham gia được ở nền giá này, và hiện tại Đạt Phương đã đóng cửa ở vùng giá 51, và với những tín hiệu hiện tại của Đạt Phương thì Đạt Phương sẽ tăng. Và tăng về đâu thì hiện tại thì Hùng cũng chưa 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 có đánh giá được đỉnh của Đạt Phương ở đâu, nhưng mà chúng ta cứ kỳ vọng trong cái nhịp này Đạt Phương sẽ về vùng 70 đi. Chúng ta cứ hoàn toàn kỳ vọng lại cái nhịp đánh gần nhất của Đạt Phương. Thì đối với Đạt Phương cũng hoàn toàn tương tự như cổ phiếu HDC, thì đấy là những mã cổ phiếu mà dành riêng cho khách hàng và dành riêng cho những người trong team, chứ không công bố ra ngoài, cũng không bố ra ngoài. Nhưng mà Hùng thì Hùng có chia sẻ để giúp cho các anh chị là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta thì có một cái góc nhìn, cũng như có một cái tư liệu để chúng ta có thể tham khảo để chúng ta đầu tư. Và chúng ta hai mã cổ phiếu này thì Hùng sẽ nói rất là nhiều, sẽ có thể là nói ở 3 tháng tới, hoặc là 1 năm tới, hoặc là 2 năm tới, để chúng ta sẽ cùng ngồi lại và chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại, à như thế chúng ta phân tích như thế có đúng hay không. VRE thì Hùng đã phân tích ở ban đầu rồi. Và thêm một mã cổ phiếu ở trong họ xây dựng, đấy là KBC. KBC thì Hùng cũng đã phân tích ở trong bản tin video số 36, và thậm chí là KBC Hùng đã khuyến nghị cho các anh chị ở trong team sớm hơn thế, tức là tuần trước nữa cơ, khi mà Hùng thấy KBC đã có những cái tín hiệu tăng giá rất là tốt. Thì sau đó thì bây giờ một số các anh chị đang hỏi Hùng là KBC vô được chưa em? Đấy thì một số bác hỏi như thế thì giờ nó cũng hơi khó, bởi vì là rõ ràng là khi mà cái bản tin 36 kết thúc thì chúng ta thấy rằng là KBC chúng ta hoàn toàn có thể tham gia được ở quanh vùng giá 13. Đó, nếu mà đắt thì ở vùng giá 13, mà thậm chí là chúng ta còn mua được giá 12.8. Đấy là những cái nền giá mà Hùng đánh giá rằng là đấy là những cái điểm xoay chiều, và đấy là những cái điểm mà chúng ta có thể vào vào và đánh đánh những cái nhịp đầu tiên, đánh cái nhịp đầu tiên của KBC. Các anh chị cứ xem lại đi. Tất cả những cái bản điểm tin của Hùng thì nó sẽ tồn tại mãi mãi ở trên kênh YouTube, đúng hay sai, hay là nó sai lệch, hay nó đúng, hay là nó như thế nào thì nó vẫn cứ tồn tại ở đó. Bởi vì là rõ ràng một điều gì, chúng ta là con người, chúng ta có những cái phân tích, chúng ta có những cái nhận định, thì đấy là những cái nhận định chủ quan của cá nhân Hùng Lê đó, và một số các anh chị cộng sự của Hùng nữa, để chúng ta có một cái bản tin, để chúng ta có một cái góc nhìn như thế. Còn nó đúng thì chúng ta sẽ hành động theo hướng đúng, còn nếu nó sai thì ngay lập tức chúng ta cần phải xử lý. Và Hùng vẫn nhắc lại đối với cộng đồng nhà đầu tư, đối với các anh chị nhà đầu tư, là trên thị trường chứng khoán của chúng ta không quan trọng là chúng ta đúng hay là chúng ta sai, mà cái hành động của chúng ta khi chúng ta đúng chúng ta làm gì, và khi chúng ta sai thì chúng ta làm gì, đó mới là cái điều kiện tiên quyết để giúp cho tất cả các anh chị nhà đầu tư của chúng ta có thể tồn tại được và có thể chinh chiến được ở trên cái thị trường mà đầy khốc liệt này. Rõ ràng một cái thị trường hết sức là khốc liệt, đầu tư thị trường tài chính là cực kỳ khốc liệt. Bởi vì đầu tư trên thị trường tài chính đấy là một cái đầu tư cao nhất của con người rồi. Không có một cái đầu tư nào nó cao hơn cái giá trị về chất xám mà nó cao hơn. Đấy là trên cái thị trường đầu tư tài chính nói chung. Ví dụ thị trường đầu tư tài chính về Forex, về vàng, về đồng ngoại tệ vân vân, và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng hoàn toàn là trong một cái kênh đầu tư tài chính, thì đây là một cái kênh đầu tư cao nhất, thì nó sử dụng chất xám rất là nhiều. Và cái mức độ khốc liệt thì nó cũng khá là lớn. Thì đó là những cái chia sẻ của Hùng để giúp cho các anh chị của nhà đầu tư của chúng ta có một cái định hình rất là tốt. Thì đối với cổ phiếu KBC thì bây giờ nếu mà vào thì chắc chắn là vẫn vào được, bởi vì là cái lực đánh của KBC nó không chỉ dừng lại ở đây. Lực đánh của KBC sẽ chạm về đâu? Trước hết là sẽ chạm về vùng 15, và mạnh hơn thì KBC sẽ chạm về vùng 17. Vùng 17. Đó thì đấy là những cái kỳ vọng, những cái target mà mình đặt ra. Vậy thì việc mà chúng ta tham gia sau thì đương nhiên là chúng ta sẽ rủi ro nó sẽ lớn lớn hơn rồi, và cái mức độ kỳ vọng về lợi nhuận của chúng ta sẽ bị thấp đi. Thêm một cổ phiếu nữa, ITA cũng họ cùng họ với KBC. Thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là đối với ITA nền giá từ 2.7 đến nền giá 2.8. Rất nhiều các anh chị trong team của Hùng Lê, Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua được ở vùng giá 2.7 và vùng giá tối đa là vùng giá 2.8 đối với mã cổ phiếu này. Và đây là một cái nền tích lũy của ITA cũng rất là tốt, và cái việc là
Khi mà nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam thì những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản nói chung và những doanh nghiệp mang tính đặc thù về khu công nghiệp, về khu chế xuất sẽ là những cái doanh nghiệp mà được hưởng lợi nhiều nhất, sẽ được doanh nghiệp hưởng lợi nhất đó. Và chúng ta thấy rằng ITA cũng đã có một cái nền tích lũy quanh cái vùng giá 2.7 khá là ok, khá là tốt. Thì hiện tại thì chúng ta sẽ nắm giữ, và khi chúng ta sẽ chờ ITA vượt thoát thành công, cũng đang chờ trong tuần tới, kỳ vọng ITA sẽ vượt thoát thành công ở vùng giá 3. Và khi vượt thoát thành công ở vùng giá 3 thì khi đó thì ITA sẽ bắt đầu một cái kênh xu thế tăng giá, và tăng giá đến đâu, tăng giá dài hạn hay ngắn hạn hay là trung hạn thì chúng ta sẽ căn cứ vào những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể phân tích. Còn trên những cái yếu tố kỹ thuật hiện tại thì đang ủng hộ một xu thế tăng giá của ITA. FCN là một trong những mã cổ phiếu mà Hùng đã nói rất nhiều trong bản tin video số 36. Hiện tại FCN, chúng ta thấy rằng FCN đã có một tuần giao dịch thành công mỹ mãn, và nói đúng hơn FCN đã có 2 tuần giao dịch thành công mỹ mãn kể cả tuần trước đó. Với việc là dòng tiền hết sức là mạnh, xung lực dòng tiền hết sức là mạnh, và với những lực đánh mạnh như thế này thì Hùng đã đề ra target của FCN trong nhịp này sẽ là chạm về vùng 19. Và với những anh chị của chúng ta đang chậm chân FCN thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ ở vùng giá 16. Ở vùng giá 16 khả năng trong tuần sẽ có 16, vùng giá 16, hoặc nếu mà chát hơn một tí thì sẽ 16.3. Đây sẽ là những cái vùng giá mà các anh chị tham gia chậm chân một tí. Tuy nhiên đây vẫn còn là những điểm mua rất là đẹp đối với mã cổ phiếu này. Và mọi người thường bảo là con cá thì ngon nhất ở khúc giữa, thì FCN đang vào khúc giữa rồi các anh chị ạ. Khúc đầu khoai gặm đây. Đây là những cái khúc đầu rất là khoai. Và bây giờ là bắt đầu đến khúc giữa rồi. Và qua vùng 19 thì nó lại đến khúc đuôi. Đây là khúc đuôi của nó. Đó, thì chúng ta sẽ chọn ăn một cái nhịp giữa. Đó, thì là nó sẽ dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn và nó sẽ ngọt ngào hơn. Đúng không ạ? Rõ ràng cá thì chúng ta ăn khúc giữa thì sẽ ngon hơn rồi. Rất là nhiều thịt. Và trong tuần thì có thêm một cái mã HVN, thì tại vì Hùng không có để ý cái mã hàng không. Tuy nhiên một số các anh chị có hỏi HVN thì Hùng thấy như thế này, HVN thì hiện tại HVN vẫn đang nằm ở trong một kênh xu thế tăng giá. Tuy nhiên là cái lực đánh đang khá là yếu ớt, lực đánh thì đang khá là yếu, thì đối với HVN thì cũng có thể tham gia, nhưng mà cái mức độ kỳ vọng lợi nhuận của Hùng đối với mã cổ phiếu này nó không lớn. Ok, bây giờ bản tin của chúng ta đã được 52 phút rồi, và Hùng cũng đã phân tích gần như đầy đủ các cái nhóm ngành và các cái mã cổ phiếu trụ, cũng như một số các cái nhóm ngành chính của thị trường. Thì tổng kết lại, chúng ta sẽ cùng xem lại trên biểu đồ VN Index của chúng ta. Kết tuần, VN Index của chúng ta đã có một tuần tăng hết sức ấn tượng khi mà đã vượt thành công vùng 950. Đó là một vùng cản tâm lý cực kỳ là lớn. Và khi vượt thoát được vùng cản 950 rồi, với một cái xung lực dòng tiền đánh đang rất là mạnh. RSI đang hướng lên, chỉ báo của MACD đang cho chúng ta thấy rằng xu thế thị trường đang tiếp tục tăng giá. Cùng với đó là việc xung lực dòng tiền đang hướng lên, dòng tiền những cái phiên mà dòng tiền đã được kích hoạt với việc là khối lượng trung bình phiên của chúng ta đã đạt được khoảng tầm trên 150 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì đó là những yếu tố rất tốt. Và khi mà Hùng phân tích bản tin video số 36 tuần trước thì Hùng đã đánh giá rằng thị trường của chúng ta, nội tại của thị trường của chúng ta đã ok rồi, và chúng ta chỉ cần một cái dòng tiền kích hoạt thôi của nhà tạo lập thì ngay lập tức sẽ kéo thị trường của chúng ta tăng lên rất là mạnh, tức là củi lửa thì đã sẵn sàng và anh em chúng ta chỉ cần xung phong thôi. Đó, thì đó là những cái bản điểm tin mà giúp cho cộng đồng nhà đầu tư cũng như giúp cho
các anh chị của chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan hơn. Còn cái việc mua mua bán bán thì Hùng nghĩ nó không quá cần thiết và nó không còn quá quan trọng. Thì đó là một cái điều khác biệt giữa việc là các anh chị đồng hành cùng với Hùng, các cái tài khoản mà mở do Hùng quản lý thì nó sẽ khác so với việc là các anh chị tham gia ở những cái nhóm Zoom ở trên 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 thị trường chứng khoán. Đấy là các anh chị mua mua bán bán, các broker thì luôn luôn muốn các nhà đầu tư của chúng ta mua mua bán bán nhiều thì người ta mới có hoa hồng. Bản thân Hùng như thế, Hùng cũng muốn là các anh chị cứ mua mua bán bán, lời lãi không cần biết, nhưng mà cứ một lệnh mua là ví dụ các anh chị sẽ mất phí là 0,3% trên lệnh mua, và lệnh bán thì mất 0,3%. Vậy thì vậy là một lệnh mua lệnh bán là đã được 0,6, thì cái đó thì nó thuộc về cái tâm làm nghề. Nó thuộc về cái tâm làm nghề, tức là Hùng đang muốn xây dựng một cái góc độ đấy, là chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng nhà đầu tư hết sức là ổn định và thành công, bền vững, chứ chúng ta không phải là xây dựng một cái cộng đồng nhà đầu tư để hôm nay các anh chị về với Hùng đầu tư thất bại, mua mua bán bán thất bại xong rồi các anh chị lại ra đi. Thì đấy là một cái điều mà chúng ta cần phải hết sức là tránh. Tất nhiên là gì, tất nhiên là nói như thế thì cũng không có nghĩa là tất cả mọi nhận định của Hùng đều đúng và tất cả mọi cái cổ phiếu mình lựa chọn đều đúng, đều tăng giá. Tuy nhiên là khi mình đã có được những cái góc độ phân tích chuyên sâu rồi thì ví dụ mình chọn 10 mã thì chúng ta sẽ bị thất bại 1-2 mã, 3-4 mã, và mình đúng 6 mã thì như thế là mình cũng đã thành công ở trên trên thị trường tài chính rồi. Và rõ ràng một điều là các anh chị cứ cứ thử thử ngẫm lại mình đi, sẽ thử ngẫm lại mình là trong suốt cái chặng đường đầu tư của mình, mình có thành công với việc là mình cứ mua mua bán bán, mình cứ chạy theo thị trường, mình cứ chạy theo những cái room ở trên khuyến nghị ở trên 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 thị trường không. Thì các anh chị tự đánh giá bản thân các anh chị thì các anh chị sẽ tự nhận thấy rằng là chúng ta làm như thế chúng ta sẽ không hiệu quả, và chúng ta có thể trong một nhịp này chúng ta kiếm được rất nhiều, nhưng mà sang một cái nhịp khác thì chúng ta sẽ bị thị trường lấy đi hết tất cả những cái gì chúng ta kiếm được, và thậm chí chúng ta còn âm vào vốn. Thì đó là một cái cách đầu tư không bền vững. Tổng kết lại thì trên góc độ phân tích kỹ thuật thì thị trường chứng khoán của chúng ta tuần tới sẽ là một tuần chúng ta sẽ tăng điểm. Tuy nhiên trong tuần trong tuần thì sẽ có những phiên rung rắc để là loại bỏ những cái nhà đầu tư mà chúng ta không đủ kiên nhẫn, hoặc là loại bỏ những cái nhà đầu tư mà chúng ta sẽ không có kiên định. Đó thì còn lại tất cả những cái mã cổ phiếu mà Hùng khuyến nghị, ví dụ như dòng dòng ngân hàng thì có những mã cổ phiếu nào, dòng chứng khoán có những mã cổ phiếu nào, xây dựng có những mã cổ phiếu nào, trụ của chúng ta thì có Vinamilk ví dụ như thế, VDC hoặc là Masan vân vân và vân vân. Thì đấy là những cái mã cổ phiếu mà Hùng đã phân tích rất là kỹ để cho các anh chị có những cái góc nhìn tổng quan nhất. Và ngoài ra khi Hùng up những cái bản tin lên đây thì các anh chị, nếu các anh chị quan tâm đến những mã cổ phiếu nào cần Hùng Lê phân tích những cái mã cổ phiếu nào thì các anh chị cũng có thể nhắn tin hoặc là các anh chị sẽ comment vào bên dưới đây trên fanpage chứng khoán gạch ngang 100 ông chơi còn 5-9. Thì hàng tuần hùng có những cái bản tin phân tích như này, thì các anh chị cần hỏi Hùng Lê những cái mã cổ phiếu như nào đây thì các anh chị có thể comment ở dưới các bản tin. Hùng Lê lưu ý là các anh chị comment ở dưới bản tin, các anh chị không comment trực tiếp lên tường, bởi vì như thế nó sẽ rất là loãng, và bởi vì như thế thì nó sẽ gây rất nhiều khó khăn cho cộng đồng nhà đầu tư khi chúng ta truy xuất để chúng ta tìm các dữ liệu về thông tin. Thì cơ bản là thị trường của chúng ta kể cả trên chỉ số HNX Index cũng sẽ có một tuần mới giao dịch hết sức là tích cực, và chỉ cần một cái xung lực dòng tiền đi lên nữa thôi thì đấy là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng thị trường của chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi phục rất là tốt. Thì trên đây là toàn bộ cái bản điểm tin thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua, cũng như có một vài cái nhận định về xu thế thị trường trong tuần tới từ ngày mùng 10 đến ngày 14, từ ngày mùng 10 đến ngày 14 ở tháng 12 thì cũng đánh giá rằng tuần tới sẽ một tuần giao dịch hết sức là sôi động và hết sức là tích cực. Những anh chị nào đã mua được những mã cổ phiếu Hùng đã khuyến nghị trong bản tin video số 36 và những bản tin ở trước đó ở trong nhóm, ở trong Zoom, thì các anh chị của chúng ta tiếp tục nắm giữ để chúng ta chờ một cái khi nào mà thị trường có những cái dấu hiệu chuyển mình thì khi đó chúng ta mới chốt lời.
Còn khi mà trong phiên chắc chắn trong những nhịp lên thì sẽ có những cái điểm, những cái tuần rung rũ, rung lắc để loại bỏ những cái nhà đầu tư của chúng ta, trong sẽ bị mất hàng. Và cái việc là chúng ta khi chúng ta giao dịch, khi thị trường đã vào chen vào sóng thì chúng ta phải hết sức là bình tĩnh, và chúng ta cần phải nắm giữ những cái mã cổ phiếu, những cái mã mà chúng ta thấy là cái nhịp tăng nó vẫn còn mạnh, và những cái mã nó còn đang 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 có những cái nội tại hết sức là tốt, những cái mã mà đang có xung lực dòng tiền tốt. Bản điểm tin thị trường trong tuần vừa qua đến đây là hết. Hùng Lê xin kính chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin thứ sáu tuần tới. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có một tuần nghỉ vui vẻ bên gia đình, bên người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp.